Cặp đôi Mark Green và Yaya Urasaya yêu lại từ đầu sau 4 năm trong bộ phim Ngược Luyến Tàn Tâm. Xét ba Thái Lan sẽ đem cặp đôi màn ảnh Mark Yaya trở lại trên sóng truyền hình trong bộ phim Promasari Sedam. Thông tin vui nhất trong ngày dành cho người hâm mộ của cặp đôi Mark Green và Yaya Urasaya khi mới đây có thông tin hai người sẽ gặp lại nhau trong bộ phim mới. Đã 4 năm kể từ ngày Sóng Gió Cuộc Đời lên sóng, vì quá đẹp đôi mà khán giả hết lần này đến lần khác kêu gọi Xét ba Thái Lan tái hợp hai diễn viên tài năng này nhưng chưa thấy hồi âm. Nay đúng, cầu được ước thái, hai anh em thân thiết Mark và Yaya đã có thể yêu nhau một lần nữa trên màn ảnh nhỏ. Mới đây, cư dân mạng lan truyền thông tin đài CH3 có kế hoạch làm dự án phim Promasari Sedam, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chalayai Kavade. Theo đó, nhà sản xuất tài ba Anithom Prasom sẽ là người phụ trách thực hiện bộ phim này. Một kịch bản mới dưới bàn tay của nữ minh tinh hàng đầu đã đủ làm khán giả đứng ngồi không yên. Nhưng chưa hết, thứ khiến khán giả bàn luận xôn xao nhất chính là hai diễn viên chính của phim. Theo đó, nhà sản xuất quyết định Donny đóng dài hai nhân vật chủ chốt trong phim cho Mark Green và Yaya Urasaya. Bên cạnh việc họ là một cặp đôi ăn ý từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ, thì cả Mark và Yaya đều là những người em thân thiết với nhà sản xuất. Hai diễn viên đã từng đóng phim chung với Anithom, từng tham gia phim do Anithom cầm trịch. Nếu lần này gặp lại, ba người hoàn toàn có thể làm việc với nhau một cách dễ dàng, hiểu ý đối phương, hiểu ý bạn diễn. Khi bộ ba Mark Green, Yaya Urasaya, Anithom Prasom cùng nhau kết hợp, hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt khắp màn ảnh nhỏ. Theo một số nguồn tin, bộ phim Promasari Sedam xoay quanh câu chuyện về một cô gái từng bị tổn thương sâu sắc về tình yêu khi ở độ tuổi trăng tròn, đẹp và trong sáng nhất. Quá đau lòng và thất vọng vì bị phản bội, nữ chính từng có ý định tự tử. Nhưng rồi theo thời gian, cô ấy học được cách vượt qua nỗi đau. Sự trưởng thành từ đau thương trong quá khứ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn. Sau này, nữ chính trở thành một cô gái mạnh mẽ, một vỏ bọc cứng rắn không ai có thể làm đau cô thêm lần nào nữa và cô ấy quyết định quay lại trả thù. Nam chính tưởng chừng có cuộc sống hoàn hảo nhưng đằng sau đó anh là người đi sau dọn dẹp hậu họa do anh trai mình gây ra. Hơn thế nữa, anh phải chịu trách nhiệm với số tài sản kế thừa từ anh trai mình. Sự hận thù vì mất mát cứ lớn dần trong con người anh biến anh trở thành một con người máu lạnh, vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Hai con người đều có những tổn thương về mặt tình cảm trong quá khứ, vùi lấp chính con người thật mình trong vực thẳm của sự hận thù. Liệu còn có cơ hội nào để tình yêu nguội lạnh đó có cơ hội tái sinh, vứt bỏ hận thù để tìm kiếm tình yêu đích thực hay không? Một câu chuyện tình yêu đầy mùi ngược luyến tàn tâm, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Sóng Gió Cuộc Đời năm ấy. Chắc chắn rằng bộ phim này sẽ mang đến cho người xem vô vàn cung bậc cảm xúc lẫn lộn, hòa theo dòng chảy của nhân vật để cùng hòa mình với mạch phim. Gặp lại Mark Green và Yaya Urasaya trong một tác phẩm ngược tâm dữ dội. Bạn có hào hứng không? Các bạn nhớ theo dõi kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về bộ phim này nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.